Hạnh Ly từ BBC Tiếng Việt xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thảo luận cuối năm được phát từ phòng thu của chúng tôi tại trụ sở chính của BBC ở thành phố London. Chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng của năm 2016, một năm đầy biến động. Hôm nay chúng tôi muốn nhìn lại các sự kiện nổi bật của năm qua, cũng như nhìn tới năm 2017 qua sự bình chọn và đánh giá của các nhà báo của tôi từ châu Âu, gồm có nhà báo Hồng Nga từ BBC Thế Giới Vụ và nhà báo tự do Phạm Cao Phong từ Paris. Thưa nhà báo Phạm Cao Phong, nếu như xin được mời anh bình chọn và đánh giá ba sự kiện nổi bật nhất của năm 2016 thì đó là những sự kiện gì ạ? Xin chào Hạnh Ly, xin chào chị Hồng Nga. Rất là vui hôm nay là nói chuyện với chị về cái chủ đề cuối năm này. Thì vì năm nay là một cái năm là rất là nhiều biến động và có nhiều nghịch lý. Thì nếu mà chị mà cho phép chọn ba sự kiện thì tôi muốn nói đến sự kiện thứ nhất, đó là một sự thắng lợi giấu mặt nhưng mà toàn diện và gần như là áp đảo của Tổng thống Vladimir Putin trong tất cả mặt trận. Và thứ hai là tôi nói về sự kiện là bà Thủ tướng Angela Merkel của Đức đã đón tiếp thành công 1.200.000 người di tản đến đất nước của bà, cũng như là cái sự bảo vệ những cái giá trị nhân đạo của châu Âu trước Donald Trump hoặc là trước là những cái làn sóng công kích bà ngay trong đất nước của bà. Và tôi đắn đo giữa hai sự kiện, một là Duarte hoặc là bà Park, thì tôi chọn sự kiện thứ ba là cho bà Park, là cái sự phế truất của bà Park ngày 9 tháng 12 vừa qua do cái sự xuống đường của người dân và cũng như sự phế truất của quốc hội đối với cả người tổng thống nữ đầu tiên của nước Nam Hàn. Có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện nước Mỹ sắp tới đây. Thế nhưng mà tôi muốn được hỏi chị Hồng Nga, nếu như qua cái sự lựa chọn của chị và qua cái sự đánh giá của chị thì đâu sẽ là ba sự kiện nổi bật nhất cho năm 2016? Thế thì Hồng Nga phải tiếp lời anh Phong là đúng là cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ thì là cái sự kiện có thể nói là số 1 của năm nay, có phải không ạ? Tức là cả thế giới thì không chỉ vì là Donald Trump, không chỉ vì Hillary Clinton, mà bởi vì cái tầm quan trọng của sự kiện đó mà cả thế giới theo dõi. Thì đó có thể là cái sự kiện đầu tiên mà Hồng Nga nghĩ đến, cũng bởi vì là Hồng Nga trực tiếp sang Mỹ để tham gia tường thuật về cái cuộc bầu cử đó. Thế còn ngoài ra một sự kiện nữa, với tư cách là một phóng viên thì Hồng Nga cũng đi tường thuật về cái phiên tòa ở Tòa trọng tài quốc tế xử phiên kiện Philippines với Trung Quốc về những cái tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì đó là một cái sự kiện khác mà Hồng Nga cũng sẽ muốn nhắc tới với cả các bạn. Một cái nữa thì khi mà chúng ta nói với Biển Đông ấy, thì không thể quên được những cái nhân tố thí dụ như là Việt Nam hay là Philippines. Thì ông Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mà anh cũng định đề cập đến ấy, thì là một cái nhân vật mà cũng rất là gây sóng gió, gây bàn luận, rồi gây tranh cãi, đúng không ạ, trong cả một năm nay. Hãy cũng muốn hỏi thêm một chút, tức là liệu là có cái xu hướng hoặc là có một cái tâm lý của người dân không chỉ ở Mỹ mà có thể cả ở châu Âu và châu Á nữa về cái trạng thái gọi là tạm gọi là đi ngược lại với những gì đã chính thống từ lâu nay, liệu có cái đó không ạ? Với cái sự đắc cử của ông Donald Trump, với sự đắc cử của ông Tổng thống Rodrigo Duterte, và cũng như là ví dụ ở ngay trong chính giới Pháp thì cũng có cái sự trỗi dậy của phe Marine Le Pen. Những câu hỏi của chị rất hay, tại vì tôi nghĩ rằng bây giờ thì tất cả mọi người đều nghĩ là sẽ có nhiều cái sự biến động trong năm tới, và cái năm nay là một trong những năm bản lề của những cái sự đấy. Tại vì Donald Trump lên đó, thì là chúng ta sẽ gặp những vấn đề nữa. Tôi cảm thấy là rất là cần phải theo dõi, là vấn đề không phải là vấn đề một Trung Quốc nữa, là cái đấy rồi tốt nhất thứ hai, mà thứ hai là vấn đề Trung Quốc sẽ xử sự như thế nào, và thứ ba nữa là vấn đề là chúng ta nhìn nhận cuộc chiến chống lại nhà nước khủng bố theo đúng cái nghĩa của nó, theo như Obama nói, giống như Tổng thống đó, là Thủ tướng Manuel Valls của chúng tôi nói, thì đây là một cuộc chiến giống như là một cuộc thế chiến. Tại vì tất cả đã xảy ra không những chỉ ở Mỹ, không chỉ ở Pháp, mà coi như tất cả, chả nói không nói là gì, là Syria hoặc là tất cả các nước đều có những cái việc đấy. Mà bây giờ chẳng hạn như là châu Âu, Á thì cũng có thể như thế. Thế là chúng ta phải nhìn lại những vấn đề như thế, là cái sự co cụm, cái sự thoái lui của toàn cầu hóa. Và thứ hai là cái tư tưởng dân túy nó thắng lớn ở tất cả, gần như tất cả các nước châu Âu chẳng hạn. Bây giờ chẳng hạn chúng tôi nói bây giờ vừa rồi là tại Pháp thì ông Fillon
thì đã lên là một cái người mà nói thật là rất là ngưỡng mộ Vladimir Putin. Ông đã có viết hai quyển sách mà bán rất chạy, bán đến 100.000 bản trong 2 năm qua. Thì trong một cái quyển sách tôi vừa đọc ấy, thì là có một cái ông nói hẳn như thế này: nếu mà cần phải chống phát xít ấy, thì phải đi với Hitler thì tôi phải đi, tôi bỏ tay hai tay tôi ký đó. Bây giờ chúng ta chỉ còn có ấy, còn mỗi Angela Merkel là có thể là cái người đàn bà duy nhất dám nói hẳn vào mặt của Donald Trump vừa lên. Tức là giống như là người ta phản ứng một cách rất là mạnh mẽ, giống như người ta nói là tôi nghĩ là tôi rất là cảm thấy là tự hào có một cái người châu Âu, đã người một người đàn bà châu đã bảo vệ những cái giá trị nhân đạo của cái thế giới văn minh này. Các bạn nói bây giờ muốn ông muốn chơi, nôm na chúng ta nói thế, ông muốn chơi thì ông phải chấp nhận những cái như thế này. Dạ. Ai dám nói với Mỹ như thế? Là Angela Merkel nói như thế. Khi mà tôi đọc thêm một số cái chi tiết về cuộc bầu cử ở Pháp hiện nay thì cũng thấy có những cái xu hướng muốn rời khỏi khối Liên minh châu Âu. Và cách đây cũng không lâu thì nước Anh cũng đã có cái cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về Brexit, tức là nước Anh rời khỏi khối EU. Thì không biết có thể mời chị Nga nói thêm một chút về vấn đề này. Vâng, Nga vẫn nhớ cái hôm tháng 6 đó thì đêm dậy, sáng dậy thì mọi người theo dõi cái kết quả điểm phiếu và thấy vô cùng choáng váng, tức là những người mà bạn của Nga đấy thì không ai tin được là nước Anh lại quyết định ra khỏi châu Âu. Thế nhưng mà điều đó thì nó xảy ra giống đúng là như anh Phạm Cao Phong nói là năm nay thì xảy ra những cái mà đảo lộn hết cả những cái suy nghĩ bình thường, những cái suy nghĩ có tính truyền thống của mọi người. Thế nhưng mà cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn phải nhớ rằng là cái Brexit đấy nó vẫn chưa diễn ra, tức là dù chính phủ cũng đang bị những sức ép là phải làm sao để có thể khởi động được cái quá trình đó từ bây giờ cho đến giữa sang năm. Thế nhưng mà lòng người Anh thì đối với những người mà Hồng Nga quan sát rồi nói chuyện ấy, thì người ta vẫn chia ra làm đôi. Có những người thì muốn đi, nhưng có những người thì vẫn kiên quyết là muốn ở. Bởi vậy cho nên là bất kỳ một cái sự chia tay nào thì nó, nhất là khi mà đã ở với nhau lâu như vậy, thì nó cũng không dễ dàng gì. Và bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ phải xem là những tháng tới, trong nửa năm tới thì là người Anh sẽ chia tay châu Âu như thế nào. Tất nhiên là người Anh với cái tính thực dụng của mình thì họ sẽ phải thương lượng như thế nào để mang lại những cái điều khoản tốt nhất cho mình. Thí dụ như là ở lại thị trường chung hay không, rồi có tham gia những cái hiệp ước về đi lại ở trong khối. Bởi vì cho tới nay thì là người công dân Anh chẳng hạn thì vẫn đi lại một cách không cần phải thị thực. Thì họ vẫn muốn giữ những cái quy chế như vậy. Thì họ sẽ làm như thế nào để giữ? Đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Người Anh thì chắc chắn là họ đang kiên quyết làm sao để mà vẫn có lợi cho mình. Nhưng mà thực sự thì đấy, như chị Hạnh Ly vừa nhắc tới thì cái quyết định hồi tháng 6 đó là một cái quyết định rất là chấn động trong nước Anh này ạ. Xin phép chị, tôi cũng muốn nói một cái vấn đề này. Tại sao tôi bầu cho Vladimir Putin chơi cái vấn đề Syria? Anh chị có thể tưởng tượng nếu mà thật sự muốn đánh thì đánh rất dễ, tại vì tiềm năng quân sự của Nga với cả Hezbollah với cả quân đội Syria có thể đánh được Daesh không? Đánh được. Nhưng Putin không đánh, kiểu một kiểu trả thù lại Liên minh châu Âu, tại Liên minh châu Âu đã phản đối trong cái chuyện sáp nhập Crimea vào nước Nga. Thì Putin chơi kiểu gì? Đánh rồi để cho dân chạy. Không ai đánh mà không quay lại để mà đánh cả. Bao vây để một hướng, đánh 2-3 ngày, mở 2-3 đường nhân đạo, dân chạy, chạy, chạy. Là cái gánh nặng, tức là giống như là chúng ta bắn bị thương. Tức là theo anh chết. Thì cái cuộc, những cái gì đang diễn ra ở châu hiện nay một phần cũng có cái sự tác động của cuộc khủng hoảng di dân đúng không? Cái đấy là chắc chắn. Tại vì cái gánh nặng nó khủng khiếp. Tại vì chúng ta phải chia tay ra giúp đỡ. Những cái giá trị nhân đạo của châu Âu bắt buộc phải làm điều đó. Chúng ta không thể có quyền từ chối. Tại vì chúng ta đã đi một cái thế văn minh. Chúng ta đã trải qua những cái cuộc chiến tranh thế giới. Chúng ta đã có những cái đau khổ. Chúng ta phải hiểu cái đau khổ chúng ta đang dội vào những người khác như thế nào. Thì chúng ta không có quyền từ chối điều đó. Thì Vladimir Putin lợi dụng cái điều đó và để cho hàng mấy triệu người Syria, những cái người Afghanistan hoặc những đi vào châu Âu và sẽ đảo lộn tất cả những tiến trình phát triển kinh tế, tiến trình văn hóa, tại vì phải có sự hội nhập của họ, phải có những cái sự đầu tư về bệnh viện, trường học, đủ tất cả các thứ.
Cái đó thì thực ra thì không ai có thể phủ nhận là cái khủng hoảng di dân nó ảnh hưởng tới tất cả những cái diễn biến hiện giờ đang xảy ra trên toàn cầu ạ. Thế nhưng mà để kết luận là đó có chính là bàn tay của Vladimir Putin hay không thì Nga nghĩ rằng là cũng hơi tức là chưa đủ chứng cứ để mà có thể khẳng định một cách 100% như anh nói. Tất nhiên là mọi thứ ở trên cuộc đời này thì nó đều gắn liền với nhau phải không ạ? Cho nên Nga nghĩ chắc chắn là cái vấn đề di cư, vấn đề di dân thì nó ảnh hưởng rất nhiều ngay cả tới cái Brexit đó. Thế nhưng mà Nga cũng muốn đề cập tới một cái khía cạnh mà không hiểu là anh Phong có để ý đến không. Tức là trong những cái cuộc chiến, ví dụ như là Syria chẳng hạn, hay là những cuộc chiến khác, thì bao giờ những cái nước nhỏ, những nước yếu, những nước mà kẹt vào giữa những cái luồng của các cường quốc thì là những nước mà chịu thiệt nhiều nhất. Bây giờ thì ông có thể nói là đấy là ông Anh, ông Mỹ, ông châu Âu hay là ông Nga. Thế nhưng mà cuối cùng người chết thì là ai? Vẫn là những người địa phương, những người Syria có phải không ạ? Xin được tiếp cái ý hồi nãy của chị Nga có nói về vấn đề là những cái nước nhỏ bị kẹt lại giữa những cái xung đột giữa các nước lớn chẳng hạn. Thì tôi cũng muốn chuyển sang về phía châu Á ngay với chị cũng đã tới The Hague để tường thuật về cái phiên tòa, phiên vụ kiện giữa Philippines với những cái tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Thì không biết có thể nhờ chị nói thêm một chút về vấn đề đó. Quay lại cái phiên tòa ở tòa trọng tài ở The Hague hay là tiếng Việt thì hay gọi là La Hay theo tiếng Pháp đó. Hồi tháng 7, ngày 12 tháng 7, Nga còn nhớ là hôm đó thì nhóm của BBC đi tường thuật về cái phiên tòa này. Thì không khí rất là phấn khích khi mà tòa ra cái phán quyết là phân xử là Philippines đã thắng và không công nhận những cái yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Đại khái là Trung Quốc họ tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 80% Biển Đông và tòa đã bác bỏ hết tất cả những cái luận cứ của họ. Và suy ra là cuối cùng thì họ không có cái sở hữu một cách lịch sử cũng như là về tính hợp pháp thì họ cũng không có ở trong Biển Đông. Thế nhưng mà cũng rất là đáng buồn là từ đấy đến giờ, từ tháng 7 cho đến bây giờ là gần 5 tháng rồi không ạ? Thì không có gì thay đổi ở Biển Đông cả. Trung Quốc họ vẫn chiếm những cái gì mà họ đã chiếm, họ vẫn cơi nới những cái gì mà họ có trong tay và họ vẫn tiếp tục tuần tra, vẫn tiếp tục ngăn cản ngư dân của các nước khác đánh bắt, họ vẫn tiếp tục áp dụng lệnh đánh bắt của họ. Thế thì ông Nga cũng tự hỏi là lại một lần nữa câu hỏi đặt ra là những cái phiên tòa như vậy, rồi tiếng nói của cộng đồng quốc tế, những cái tổ chức quốc tế nó đi đến đâu khi mà không có một cái chế tài cụ thể nào và ai sẽ là người đứng ra để thực hiện những cái chế tài nếu có. Giống như anh nói là năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an thì Trung Quốc họ nằm ở đấy rồi. Đồng minh của họ thì hiện giờ Nga tự nhiên trở thành đồng minh của họ phải không ạ? Đồng minh ruột là khác. Thế thì ai sẽ giúp để áp đặt những cái chế tài đó và thực hiện như thế nào? Đấy là hoàn toàn một câu hỏi khác. Bởi vậy cho nên là đúng là năm 2016 là một cái năm mà đưa ra được những cái quyết định choáng váng. Thế nhưng mà cái đuôi của nó như thế nào, cái diễn tiến của nó như thế nào thì chắc là phải năm 2017 mà có khi còn lâu nữa, 2018, 2019 chúng ta mới thấy phải không ạ? Hồng Hoa rất hay cái ý kiến là chắc chắn là tại vì giờ nó là cái tiền đề mà Biển Đông á, thì đương nhiên là phải nói Trung Quốc rồi. Tại vì Trung Quốc là một cái ngòi nổ bây giờ. Và nhưng mà chúng ta phải nói là Trung Quốc có dám chơi không? Anh không. Gửi câu hỏi lên Tập Cận Bình ạ. Không, tại vì như thế này, tôi nghĩ là bây giờ thật sự ra cả năm nước không muốn nước nào muốn nước khác vượt lên trên mình, phải kiềm chế nhau. Donald Trump đặt ngược lại cái ván bài mà Kissinger đã chơi năm 1972 và cũng chơi giống hệt như Trung Quốc là sử dụng Campuchia để mà kiềm chế Việt Nam. Tức là sử dụng một nước nhỏ để kiềm chế một nước đang lên, vừa mới, tức là Việt Nam vừa mới thắng xong. Tức là ta có một cái tiềm năng tức là kinh khủng mà có thể áp đảo hoàn toàn. Nhưng mà chỉ có một cái bánh xe rất nhỏ, một cái hạt cát rất nhỏ là Campuchia bên cạnh nó tấn công là chúng ta đã bị rồi. Bây giờ Donald Trump tôi nghĩ là sẽ chơi cái ván bài mà bây giờ ông đã nói rồi, là đã trong cái ngày mùng 9 tháng 12 đó đã kêu điện cho bà Thái Anh Văn là cái chơi cái ván bài đó là như thế nào. Trung Quốc có dám dằn mặt Đài Loan không? Tôi nghĩ không. Tại vì Trung Quốc cũng phải cần một Biển Đông hòa bình và ổn định. Tại vì Trung Quốc cũng phải xuất khẩu đi. Bây giờ Trung Quốc mà xuất khẩu đi mà căng thẳng như thế, cái tự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc mà dưới 6% sẽ loạn. Tại vì không có công việc làm cho 1 tỷ người. Biển từ Trung Quốc cho đến kia là 100 km. Và còn những thế lực như chẳng hạn các Nhật Bản, các hạm đội 3, hạm đội 7 của Mỹ có để cho như thế không? Thế đây vấn đề.
có dám làm không? Vâng. Không. Cụ thể hơn trong chủ đề Biển Đông với vị thế của vị trí của Việt Nam giữa Trung Quốc và Philippines nữa, vì cũng như chị Nga có nói là đã rất nhiều người hy vọng vào cái phiên tòa đó về cái sự với cái kết quả phán xử của tòa trọng tài. Thế nhưng mà liệu có phải là khi mà người ta thay đổi một lãnh đạo, một quốc gia thay đổi một lãnh đạo thì cái chính sách ngoại giao, những cái đường lối tiếp theo đó nó cũng thay đổi đúng không ạ? Ví dụ như chẳng hạn trong trường hợp của Donald Trump với Việt Nam, cũng như Donald Trump với Đài Loan hay Trung Quốc, hay Tổng thống Duterte đối với Trung Quốc và so với cái vị Tổng thống trước đó của Philippines. Ông An nghĩ rằng là cái sự hồi hộp thì có khi mà trước cái phán quyết phiên tòa đấy. Thế nhưng mà còn thực ra là hy vọng rồi mong đợi ấy, thì những người mà thông hiểu cái địa chính trị cũng như là tình hình quốc tế thì lúc đó cũng không có mong đợi gì nhiều đâu, bởi người ta biết chắc chắn rằng là Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ phán quyết nào mà có lợi cho các nước khác và không có lợi cho họ. Bởi vậy sau đó thì cũng không làm lạ khi mà Trung Quốc họ không chấp nhận cái phán quyết đó và họ tuyên bố rằng cái đó hoàn toàn là vô lý cũng như là về tính hợp pháp thì không có. Thế còn chị Anh Ly có hỏi là về vai trò của ông Duterte trong cái việc này thì Hồng Anh nghĩ rằng là ông ta thì cũng là một cái nhân vật rất là màu mè, cũng như là ông Donald Trump gây ra nhiều những cái xáo trộn rồi những cái tranh cãi. Nhưng ông ta cũng chỉ làm những cái công việc mà ông ta nghĩ rằng là sẽ mang lại lợi ích cho đất nước của ông ta thôi. Và những cái người ở Việt Nam thì Hồng Anh nghĩ rằng là những người hoạch định chính sách ở Việt Nam họ biết những cái chuyện đó. Bởi vậy cho nên là họ cũng sẽ không làm lạ nếu như ông Duterte thấy rằng là vì cái lợi ích của Philippines mà ông ấy phải xích lại gần Trung Quốc, vì Philippines mà ông phải tách xa khỏi Hoa Kỳ một chút, và cũng vì người dân của ông ấy mà ông làm sao có thể hòa hoãn được với Trung Quốc để cho ngư dân của ông ấy có thể được đánh bắt ở những cái vùng tranh chấp. Tuy rằng là vẫn giữ nguyên cái phán quyết đó, thế nhưng mà không làm cái tình hình nó rối ren phức tạp hơn. Thì đó là những cái toan tính của ông ấy và Việt Nam họ cũng biết. Thế nhưng mà quanh cái vụ này thì Hồng Nga nghĩ rằng là Việt Nam càng trở nên cô đơn hơn lúc nào hết trong cái lập trường của mình ở Biển Đông. Bởi vì xưa nay thì nước nhỏ cũng yếu như là Việt Nam thì phải có bạn, phải có đồng minh, phải có những người ít nhất là ủng hộ mình về mặt lập trường, về chủ trương, chính sách. Thế nhưng mà trong tới giờ này thì khi mà tình hình quốc tế rối ren như vậy và nhiều cuộc khủng hoảng như năm vừa rồi đó, thì bạn bè cũng như là đồng minh thì hiện giờ chưa thấy. Và rất là khó cho Việt Nam nếu mà đơn thương độc mã để giải quyết những cái vấn đề đối nội đã đành nhưng mà còn đối ngoại như là những vấn đề phức tạp như là Biển Đông chẳng hạn. Thì đó là cái quan ngại nhất. Hồng Nga nghĩ là nhà cầm quyền ở Việt Nam thì họ phải nhìn và họ phải đối phó cuối năm nay rồi đầu sang năm. Xin được mời hai vị khách mời đưa ra ý kiến tổng quan cuối cùng nhìn lại năm 2016 và có lẽ nhìn tới năm 2017. Xin được bắt đầu bằng nhà báo Hồng Nga. Vâng, nếu mà có thể nói ngắn gọn thì Hồng Nga chỉ muốn nói rằng là năm 2016 đánh dấu nhiều sự kiện, nhiều biến động, có thể nói là mang tính thay đổi quyết định cho tương lai của thế giới chúng ta trong những năm tới. Thế nhưng mà nó tốt lên hay là nó xấu đi thì chỉ có trời mới biết, và bây giờ chúng ta chỉ biết là quan sát và để xem là nó sẽ diễn biến như thế nào. Hy vọng là mọi thứ nó sẽ tốt lên. Thế nhưng mà cũng có nhiều cái quan ngại rằng là có khi những tháng đầu tiên của năm 2017 thì nó không tốt lên được như là chúng ta trông đợi. Rất là cái câu hỏi rất hay của chị. Là tôi muốn nói tại chúng ta quên mất là cái sự việc của bà Park Chung-hee. Là tôi muốn là đó là một cái hy vọng của chúng ta. Tại vì sao? Tại vì đấy là một nước châu Á mà bên cạnh một cái sự thần quyền như thế, cái bà Choi In-si là cái thần quyền, biểu tượng cho thần quyền, và kết hợp với cả quyền lực thì đã đưa đến đất nước đến một cái như thế nào, thì người dân Nam Triều Tiên đã xuống đường, và quốc hội mặc dù có thể trong tay bà là bỏ phiếu phế truất bà, đó là một điều chúng ta tôi cảm tử. Tại sao tôi chọn giữa Duterte và bà Park là hiện tượng đó, thế nên tôi cảm thấy là tôi hy vọng với tất cả những cái mà đang chờ đợi và dự đoán này, chúng ta sẽ có một cái năm 2017 rất là sáng sủa hơn chẳng hạn. Hạnh Ly xin cảm ơn ý kiến vừa rồi của nhà báo Phạm Cao Phong từ Paris cũng như nhà báo Hồng Nga của BBC Thế giới vụ. Và thay mặt cho BBC tiếng Việt, chương trình bình luận đánh giá cuối năm của chúng tôi kết thúc tại đây. Chúng tôi xin được chúc quý vị những khán giả đã theo dõi, ủng hộ BBC trong năm qua, một kỳ Giáng sinh và một năm mới đầy sức khỏe và hạnh phúc.